Hello, xin chào tất cả anh em cùng quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cách chơi cái bắc cầu ở trên cái con tài xỉu sáng cái bài này. Và hiện nay đang có cái chương trình khuyến mãi nhân dịp Quốc Khánh mùng 2/9, anh em đăng ký tài khoản lần đầu sẽ được nhận 30k con ở không giới hạn rút anh em nha, được chưa? Ok anh em. Và hiện tại đang chạy cùng một à 12 8 8 13 đi. 10 củ rưỡi cho cái tiếng đầu của mình anh em nhé. Chỗ này thì mất một cho mình tự tin đi, bởi vì là trước trước cầu bệt này nó là cầu 33 rồi thì sau này nó phải 11 đúng không? Miễn là nó khác ở điểm trước là được. Ok, cũng đợi kết quả nha. Ok, cái tài 12 đấy chưa, mình đã bảo rồi mà. Kiểu gì kiểu chạy 1-1, miễn là trước khác cái cầu trước này được. Ok nha. Tiếp tục tài 12 thì em bắt tiếp cho mình sang con xỉu 10 củ cho tiếng tiếp theo nha. Ok, húp ngay anh em nha. Đấy, mình đã bảo rồi mà. Tuyệt vời luôn, muốn xỉu mũi. Đấy, nói chung là những cái tiếng như này thì cứ phải nói. Cứ phải nói là đẹp luôn đúng không? Cứ cầu khuôn luôn. Nhưng mà đến con xỉu 10 rồi thì anh em bắt gãy cho mình đi. Anh em tự tin cứ phang 10 củ đều tay. Không phải suy nghĩ nha. Ok nha, nếu như mà tiếng này mà húp điểm xỉu thì ôi trời ơi, 662 tài to thế nhở. Ok thôi không sao anh em ạ, có tài 14 đúng không? Thế thì nó gãy ở tài chứ phải gãy ở xỉu, thế thì tiếng này mình bắt gãy ở tài đi, tự tin 10 củ đi. Ok nha. Hy vọng tướng này hút thành công. Đây rồi. Đấy rồi, nổ hũ. Ui giời ơi, thưa mất một người anh em ơi, tiếc vậy. Mà cái tiếng này mà hũ thì phải nói là 9 trên 10 điểm. Ui không sao, không sao, không sao. Điền thế nhỉ. Có tài 18 nổ hũ, nổ xịt thì bảo anh em bắt sang xỉu đi.
nhất là con 3 và con 18 thế này thì con nào cũng sẽ gãy cầu anh em nhé. Ok, cũng đợi kết quả nha. Tiếng này sẽ húp là mình sẽ tôn kèo anh em nhé. Ôi sao như với con tài hơi sượng à nha, hơi sượng à nha. Không sao anh em ơi, bây giờ mình sẽ làm một tay cuối đun kèo nghỉ nha. Không tin là tiếng này nó không về xỉu hai chục củ cho cái tiếng cuối cùng, và hy vọng tiếng này sẽ đun kèo thành công, mình sẽ nghỉ nha. Đây rồi, những cái tiếng kết thì cứ phải nói là hết nước chấm bố chứ còn gì nữa, được chưa anh em, đẳng cấp nó nằm ở đây này anh em này. Đấy, anh em nhá, cứ thế mà áp dụng công thức đi vào chơi, kiểu dây là cũng cá kiếm cực kỳ là lớn luôn. Ok anh em, thì video này mình sẽ tạm dừng ở đây và chào tất cả anh em và mọi người, hẹn mọi người và anh em ở những video lần sau. Bye bye, chào tạm biệt.